Dạ, con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh Bách Sa Lộc Tính miền Tây nha. Thì ngày hôm nay cũng có đến địa điểm vườn kiển rất là quen thuộc là vườn của anh Sang ở thành phố Sa Đéc nha quý cô chú. Thì ngày hôm nay anh Sang cũng có một số mặt hàng bonsai để giao lưu với quý cô chú anh chị mình. Đây, miệt quế rất là to nha quý cô chú. Vú sữa Mika, cây cũ rất là to đẹp luôn quý cô chú ơi. Với đặc biệt ngày hôm nay được một số tường quy và miệt quế cây rất là già nè quý cô chú. Tường quy cây rất là khủng luôn. Đây, cây tường quy bự chà bá nha quý cô chú. Thì để biết thêm thông tin chi tiết rõ ràng thông số từng cây thì con mời với cô chú anh chị mình gặp anh Sang nha. Rồi em chào anh Sang ơi. Rồi cho em chào toàn thể cô bác anh chị bà con đang xem kênh Lộc Tỉnh miền Tây. Thì bữa nay tập trung em quay một số cây phôi bác anh chị ơi. Bác anh chị có chốt cây thì liên hệ trực tiếp số điện thoại ha. Rồi địa chỉ của em là tại 598 ấp Tân Lập, Tân Quy Tây, Sa Đéc, Đồng Tháp bác anh chị. Rồi bữa nay đầu tiên thì cho em lên cây bằng xây cây mã số 1 bác anh chị ơi. Cái là một cây cốc thái ghiên nha bác anh chị. Cốc thái ghiên. Nói chung là cũng có bẻ bông sai, bẻ co này, cái này thì của bác anh chị về chỉnh sửa dáng đổ được các bác anh chị. Đây em chừa những cái tược để bác anh chị về cắt sửa dáng đổ ha. Sẽ có bông có trái luôn nào quý cô chú. Đang có bông có trái. Cái loại cốc thái nữa rất là dễ có bông có trái bác anh chị. Trái nó thì mình ăn được ha. Đó, nhậu gì bác chị hay nhậu gì đó chấm muối ớt được bác anh chị. Hoành thân chỗ này nó là 14 hoành bác anh chị ơi. Hoành cổ nó 14 ha. Chiều cao nó 50, tán đổ xuống nó 50 luôn bác anh chị. Rồi cây cốc thái mã số 1 cho em Zalo bác anh chị giá 350. 350k em bao phí ship toàn quốc hết anh chị, ship luôn cả chậu nha. Rồi em xuống cây anh chị ơi. Rồi tiếp tục cây mã số 2 anh chị. Tiếp tục là một cây cốc thái dáng đổ tiếp tục hết anh chị. Đây. Cây co là rất là đẹp luôn nè quý cô chú. Cái co rất là khéo hết anh chị. Đây, co đây. Có đỉnh đọt đầy đủ anh chị. Đó. Anh chị về không cần lợp gì, cứ cắt con là lên bông, con là lên bông, lên trái bông nữa anh chị. Bông là bao đậu 100% ha. Trái này, nó có hai trái này ăn được luôn anh chị. Rồi hoành thân cái này nó là 16 hoành, chiều cao nó 20, tán đổ xuống 50 các anh chị. Rồi cái cốc mã số 2 vẫn Zalo anh chị giá 350 em bao phí ship toàn quốc ha. Cốc thái nha anh chị. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3 anh chị ơi. Một cây cốc thái các anh chị. Tiếp tục ha. Cái này dán chụp nha anh chị. Cây này quá xá trái luôn với cô chú ơi, cứng cây hết với cô chú. Cái dàn trái không là đủ tiền này với cô chú ơi. Cái loại này nó rất là dễ vô trái. Cô anh chị cứ con nó lú tược là lú tược khoảng một gan là vô bông vô trái thôi. Con cây này nó có khoảng chừng 30 trái cốc luôn anh chị. Bự có, nhỏ có ha, đủ kích cỡ. Hoành thân của nó là 15 hoành luôn. Chiều cao có 50 nha anh chị. Rồi 350. Rồi cho em xuống cây luôn anh chị ơi. Rồi mã số 4. Clip này thì có một mình em quay thôi nên nó hơi chậm, của anh chị coi cũng thông cảm ha. Em quay ít cây, quay kỹ càng cho anh chị dễ coi dễ chốt hàng. Một cái cốc thái dán chụp tiếp tục của anh chị. Coi rất là đẹp, đặc biệt là trái rất là nhiều luôn với cô chú. Bao sống khỏe 100% lên được non hết trơn rồi anh chị. Trái này thì nếu như mà ship xa đó thì có thể nó sẽ bị rụng bớt nha quý cô chú. Nó rụng bớt một hai trái thôi. Cô chú anh chị mình nếu như mà nó rụng thì nó cũng sẽ gà lại trái mới thôi. Cho nó không có ảnh hưởng gì hết nha quý cô chú. Thì nói chung là nếu các bác chị có chốt hàng thì em sẽ cố gắng ship để giữ toàn bộ, em nịch cái bộ trái lại trước rồi mới đóng thùng cho bác chị ha. Nhưng mà nó sẽ rụng một số rồi bác chị. Nhưng mà cái tược này thì rất là mau, nó lên khoảng bao nhiêu là nó sẽ ra bông lại, ra trái lại cho bác chị. Trong thời gian khoảng chừng 3 tháng là trái nó đầy đủ lại cho bác chị luôn. Rồi cây này hoành của nó là 14 hoành. Chiều cao 50 luôn bác chị ơi. Rồi cây mã số 4 vẫn 350 ha. Rồi chăm xuống cây. Rồi. Cây mã số 5 của bác chị ơi. Một cây tường quy. Một cây tường quy. Tường quy đỏ của bác chị. Đây là tường quy đỏ huyết nha. Cái dòng tường quy thì nó rất là chậm lớn nhưng mà được cây to gì nó cũng rất là lâu năm nha quý cô chú. Đặc biệt là nó có bộ đế nơm nữa nè quý cô chú. Rất là đẹp nha. Tường quy thì nó thuộc họ bằng lăng đó bác chị, nó rất là lâu lớn ha. Đó. Cây về nuôi tầm 7-8 năm rồi bác chị. Rồi cây mã số 5 nha bác chị, tường quy mã số 5 ha. Hoành tại vị trí này nó là 30 nha bác chị. Đó, hoành cái tay em đo là 30 nè. Chiều cao của nó là 50 nha bác chị, 50. Cụ đế rất là đẹp bác chị ơi. Rồi cây này cho em Zalo bác chị giá 1 triệu ha, 1 triệu em sẽ bao cái ship toàn quốc bác chị luôn. Rồi em xuống cây bên chị ơi. Rồi cây mã số 6 rồi bên chị.
một cây tường vi tiếp tục nha, cũng là tường vi đỏ hết anh chị, tường vi đỏ quyết. Cái này là cây trực lắc anh chị ơi, khá khéo ha, cũ rồi anh chị. Hoành chỗ này nó là 20, chiều cao 50, cũ nó đầu khoảng 40 mấy 50 anh chị ơi. Chỗ này có một vết lũa nhẹ nè anh chị, thằng này có vết lũa nhẹ, nhưng mà tường vi thì nó rất là kéo, dễ kéo sẹo luôn anh chị. Nè, nó mọc tược là nó kéo sẹo, nó tược chặn ở dưới luôn rồi nè quý cô chú. Cái này là để đục gọt là chơi rất ok hết anh chị. Rồi cái tường vi mã số 6 ha, Zalo anh chị giá 5, ủa giá 1 triệu luôn, bao phí ship toàn quốc anh chị luôn. Rồi cái tường vi mã số 7 nha anh chị, tường vi mã số 7 đó, cái này trực lắc rất là khéo anh chị. Đây đây đây, to trực lắc rất là khéo anh chị. Những cái số 1 số 2 rất là vừa bẻ luôn anh chị ơi. Hoành nó cũng là 20 ha, hoành cũ nó cũng đầu khoảng 40 nha, chiều cao 50, cũng đồng giá 1 triệu luôn. Cây tường vi mã số 7, bao phí ship toàn quốc anh chị luôn. Rồi cho em xuống cây anh chị ơi. Rồi cây tường vi mã số 8 nha anh chị. Đó, cây tường vi mã số 8. Cây này cũng khá khéo rồi anh chị, cũng trực lắc khá khéo ha. Rất là già, lô này già dữ lắm, già anh chị ơi. Hoành cây này là 23, chiều cao là 40 nha. Rồi cũng 1 triệu, em bao phí ship toàn quốc anh chị luôn. Rồi tiếp theo luôn xem ngay. Rồi tiếp theo cho em quay một cây sâm hương anh chị ơi, giao lưu một cây sâm hương ha, thác đổ rồi anh chị. Cái này thì mới vô dây lập tàn lại thôi, xương đùi cũng còn khá nhỏ rồi anh chị, xương đùi bằng đầu đũa thôi, đầu đũa ăn mình thôi. Đây hoành này nó là 28 hoành anh chị, đế sắp ha, đế nôm, ủa đế 24 giờ đổ, chiều cao nó 25, tán bay xuống là 50 rồi anh chị, đổ xuống 50. Rồi cây này cho em Zalo bán chị giá 1,5 triệu ha, 1,5 triệu, em bao phí ship toàn quốc bán chị nha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 10 bán chị ơi, mã số 10 cho Zalo một cây me ha bán chị, cây me này me chua nha, cây dáng bay cũng khá là nghệ thuật cho bán chị, co rất là quái ha, cốt cành rất là già bán chị ơi, cốt cành này, cốt nuôi rất là già, bự không có tay cái luôn, xả dây ra chờ đen xì lì rồi. Hoành thân của nó là 18 hoành anh chị ơi, chiều cao nó 40, tháng 3 ngang là 60. Rồi cây me này cho Zalo bán chị giá 800k, bao phí ship toàn quốc ha, cây mã số 10 rồi anh chị. Rồi tiếp theo luôn xe ngay. Rồi tiếp theo cho em Zalo cây mã số 11 anh chị ơi, một cây sam sông hình ha, này sông hình lá chung nha anh chị. Rồi rất là già, cây này bông nó màu tím cũng hơi đậm nha anh chị, tím đậm, cây rất là già bên kia, cốt đùi nè, cốt cành rất là to, xả kẽm 100% hết rồi. Cốt này nó bằng, cốt này nó cỡ 10 rồi đó anh chị, còn mấy cốt này nó bằng chỏ cái trơn rồi anh chị, đọt nè. Nói chung là xả dây nó hơi trả dây rồi, bác chị về chơi dặn dây lại giùm em ha, đế cũng khá đẹp ha, khá nở. Hoành thân của nó là 21 hoành, chiều cao 50 ha, tán quyền của nó là 45 anh chị, tán quyền 45, tán ngang nó là 50 luôn. Rồi cây sam sông hình này cho em Zalo bán chị giá 4 triệu ha, 4 triệu em sẽ bao cái ship toàn quốc ha. Cốt đùi quá trời già luôn bán chị ơi, giờ xứng đáng đồng tiền luôn, dàn xương cực kỳ luôn, không rồi. Chê vào đâu được hết với cô chú ơi. Rồi cho xuống cây bán chị ơi. Rồi mã số 12 bán chị ơi, 12 cho em Zalo một cây nguyệt quế lá sóng ha bán chị. Đây cây trực quân tử ha, trực pin khá là già luôn, đế thì cũng khá đều, khá đẹp. Hoành chỗ này nó là 22 hoành bánh chị ơi, 22 hoành ha, hoành thân 22, chiều cao nó 50, tán ngang nó 50 luôn bánh chị ơi. Cốt cành thì khá là to rồi, cốt cành bằng ngón tay chỏ lên nha bánh chị. Rồi cây ngược quế này cho Zalo bánh chị giá 1,7 triệu ha, 1,7 triệu em bao phí ship toàn quốc bánh chị luôn nha. Rồi em xuống cây bánh chị ơi. Rồi mã số 13 bánh chị ơi, phôi hả bánh chị, phôi nhưng mà cốt cành mọc cũng khá đẹp bánh chị ơi. Cây mực quế dữ lắm, nó già luôn quý cô chú ơi. Dạ. Mấy cây này mấy cây thần anh ha. Thần hết trơn, cái này là trong chậu em rút ra nha bánh chị. Vậy cám rất là nhiều luôn nè quý cô chú. Nói chung mà đùi của nó thì nó hơi lơi, em cắt giật đùi rồi bánh chị làm lại.
cắt lùng lực lại, cỏ rất là khéo ha. Quanh chỗ này nó 20 bánh chị ơi, chiều cao nó 30 thôi, bông rồi bánh chị, thần nó có bông luôn, để đấy khỏi chê. Rồi cái này Zalo bánh chị giá 700k, em bao ship toàn quốc ha, mã số 13 xuống cây. Rồi mã số 14 bánh chị ơi, tiếp tục một cái lá sắn tiếp tục. Đó, cái này phong hơi cao, bác chị chơi danh nhân là cực kỳ luôn bánh chị ơi. Đó, em chừa cái tượng cho bác chị bẻ bẻ danh nhân ha. Đó, này nữa bác chị làm đỉnh cực kỳ luôn. Đó, em cắt trừ hào bánh chị nè. Thằng nó xoắn ha, cũng rất là quái. Để nè, chỗ này nó cũng là 20 hoành. Chiều cao cái này nó là 45. Thôi, khá đẹp đó bánh chị, rất là già. Bông lưa thưa thưa. Rồi cái mã số 14 Zalo bán chị giá 700k, bao ship toàn quốc ha. Rồi mã số 15 cắt khéo luôn bác chị ơi, cây trực lắc khá khéo ha, này cắt lùng lực thì khỏi chê luôn bác chị. Hoành của nó là 19 hoành, chiều cao nó 30 thôi bác chị ơi, rất là già cây. Rồi Zalo bán chị giá 700k luôn, em bao ship toàn quốc bác chị luôn nha. Rồi mã số 15 xuống cây. Rồi mã số 16 anh chị ơi, cái này cũng khá khéo anh chị, chừa khá dài, anh chị về cắt lùng lực lại, cũ luôn anh chị, xoắn quấn ha, hoành nó là 20, chiều cao nó 40 anh chị, đen xì lì luôn, cây này trong bầu rút ra không anh chị, trong chậu rút ra không à. Rồi cây mã số 16, 700k, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi mã số 17. Một cây sam hương nha bác anh chị. Đó, cốt cành nè bác anh chị, xả dây rất là to. Phôi nhưng mà cây là cây giật cốt cành nha bác anh chị. Rất là đẹp. Đây, đế sắp 24 giờ, hoành của nó là 20. Chiều cao nó 30. Rồi cây này Zalo bác anh chị giá 800k luôn, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 18 bác anh chị ơi. Một cây sam hương ha, dạt rất là mỏng luôn anh chị, và mỏng hoàn toàn anh chị, ép chậu ha, để sắp 24 giờ luôn, để rất là đều luôn anh chị. Hoành của nó là 19, chiều cao 30, tán ngang nó 40 luôn. Rồi cái này 800k, cốt cành thì bằng lớn ngón tay cái cho anh chị ơi, rất là lực ha, cũng chặt cũng rất là đúng đùi nha anh chị. Rồi 800k bao phí ship toàn quốc anh chị luôn. Rồi mã số 19. Một cây sam hương luôn. Đế khá đẹp anh chị, đế rất là đều ha. Cây cốt cành bắt cũng rất là chuẩn anh chị. Hoành thân nó cũng là 19 hoành. Chiều cao nó 40, tán ngang nó 30. Rồi 800k em bao phí ship toàn quốc anh chị luôn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 20 anh chị. Một cây sam hương tiếp tục ha, cốt cành khá là to anh chị. Đó. Để sắp 24 giờ. Cây này các bác anh chị về chỉ ép chậu chơi nuôi thôi. Sam hương thì rất là dễ sống nha bác anh chị. Cây này nó cũng là 19 hoành. Chiều cao nó 40 luôn, tán ngang nó 30 luôn. Cây này chặt lùng ở đây thì hết khỏi chơi các bác anh chị. Tại em để cao các bác anh chị thích chơi cao thì cao. Rồi, xuống cây. Rồi, tiếp theo luôn sang. Rồi tiếp tục mã số 21, một cây linh sam 86 cũng rất là già hết bác anh chị. Cốt cành khá là to. Cái này nó cũng thành phẩm 80%, mặt sẹo về liền là bánh chị, cũng kéo xiền mua liền mua hết luôn rồi, nó còn chút xíu nữa thôi là liền luôn á. 86 nè, sam 86 gốc viên, gốc nó già nó bạc màu lên xù luôn rồi. Hoành cây này nó 16 hoành, chiều cao nó 20, tán ngang nó 40. Rồi cây này Zalo bánh chị giá 550, 550k, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Rồi một cây phôi mai chiếu thủy, lá lớn và đen nha anh chị, để sắp 24 giờ. Cây này cắt trực lắc rất là lùng lực luôn anh chị, để thì khá đẹp ha, khá đều, rất là đều. Rồi cây phôi hoành nó 20, chiều cao nó 8 thôi anh chị ơi. Rồi cây này Zalo bánh chị với 500k, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây 23, một cây chiếu thủy tiếp tục ha. Đó, cái này có cành khá khéo rồi bánh chị, chi số 1 cành phong rồi có đỉnh đọt rồi có đầy đủ nha, đấy cũng khá đều. Hoành nó 21,
chiều cao nó 10. Mã số 23, 500k bao ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 24. Ồ cái này khá đều, để quá tròn mấy anh chị ơi. Cũng là mai giữ thủy nu da đen nha mấy anh chị. Để quá đẹp. Hoàn thân nó 19, chiều cao nó 10. Rồi 500k bao ship toàn quốc. Rồi 25. Mai giữ thủy trực lắc tiếp tục ha. Đây có cái mầm số 1 rất là đẹp ha mấy anh chị, mầm rất là đẹp. Đế cũng sắp 24 giờ. Hoành thân nó 20 luôn. Chiều cao nó 10 luôn. Rồi 500k, mã số 25 bao phí ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 26. Cho luôn một cây cho mai chú thủy mình thú các anh chị. Cái này cúc cành khá là to rồi, lực sạch thẹo hết trơn các anh chị. Cây sạch thẹo 100%. Mình thú ha, thú bò rất là dài. Này cô chú anh chị mình chốt về mình ép vào cái chậu đẹp mình chơi là rất là ok luôn quý cô chú. Hoành thân nó 20 luôn anh chị ơi, quỳnh mình thú 20, chiều cao nó 40, tán ngang nó 50 anh chị. Cốt cành thì nó bằng ngón tay cái lấy lên nha anh chị. Cái này thì cho em Zalo bán chị giá 1,7 triệu luôn, bao phí ship toàn quốc luôn ha. Rồi cái mã số 26 nha. Rồi em xuống cây. Rồi mã số 27 anh chị ơi. Một cây phôi vú sữa ha, vú sữa Mika ha. Này vú sữa Mika các anh chị. Vú sữa này là loại sữa vỏ mỏng, ăn luôn cả vỏ cũng được các anh chị. Cơm nó rất là dày, có củ cũng khá đẹp ha. Cây co quá dáng trực các anh chị. Hoành chỗ này nó là 14 hoành, chiều cao nó 25. Thôi nhưng mà lên tược sống rất là khỏe ha anh chị. Rồi Zalo bán chị giá 500k, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp tục một cây vú sữa Mika tiếp ha anh chị. Mã số 28. Cũ nè anh chị, có củ bò này nữa nè anh chị. Cái bò rất to ha, trên này nó có hai cái tai. Rất là khéo ha anh chị. Hoành nó cũng là 15 hoành luôn, chiều cao nó 20. Rồi cái Mika tiếp tục 500k, bao cái ship toàn quốc ha. Rồi mã số 19. Mã số 29. Một cây Mika tiếp tục ha. Được lên rất là non nè anh chị. Mẫn luôn. Củ đế nó cũng đều gan hết là quý cô chú. Cây này hoành thân nó 14 ha, chiều cao nó 20. Đế đều gan. Vú sữa Mika nha các anh chị. Loại này thì trái nó rất vỏ rất là mỏng. Rồi mã số 29. Rồi cây này 500k tiếp tục, bao phí ship toàn quốc ha. Rồi xuống cây. Rồi mã số 30 các anh chị. Cho em Zalo một cây nguyệt quế. Lá sắn nha anh chị. Lũa. Đây nó có vết lũa nè anh chị. Quay gần gần đế cũng khá đẹp ha. Nó bị vết lũa trên lưng anh ha. Lũa lưng nè. Đây. Nè bác chị nó thấy cái quần lũa nó không? Các anh chị nào có chơi xử lý lũa thì xử lý tiếp em ha. Nhưng mà nó cũng kéo sẹo dần tới đây các anh chị. Các anh chị về đục gọt làm lũa nè. Mấy cái này nó hoàn toàn kéo sẹo hết trơn à. Khá là đẹp ha anh chị. Cây khá là đẹp. Cái này giống một cây thú hồi đầu cũng rất là nghệ thuật các anh chị. Đế thì khổ chê luôn anh chị. Đế nó bò nè. Khá là quái ha, cây cũng co rất là nghệ thuật ha. Rồi cây nguyệt quế lũa cho Zalo bán chị giá 1,5 triệu đi, bao cái ship toàn quốc ha. Hoành thân của này nó là 40 các anh chị, 40 ha, chiều cao của nó là 60. 1,5 triệu, bao cái ship toàn quốc. Rồi chạm xuống cây luôn anh chị. Rồi mã số 31 các anh chị, 31 là mã số cuối cùng clip ngày hôm nay anh chị ơi. Cũng là một cây nguyệt quế lũa các anh chị. Quế lũa nhưng mà cây này đã làm cúc cành rất là to anh chị ơi. Làm cúc cành 3 năm rồi đó. Nè, cúc cành nó rồi anh chị, thấy không? Cúc đùi rất là to rồi. To bằng chùm tay rồi đó. Cúc đùi này cỡ 19 20 hoành nè. Đang bông nè, cây này lá sống bông chùm. Bông nè anh chị. Bông rất là đẹp anh chị ơi. Rất là xiên bông. Các anh chị về có chơi lũa vuốt lũa thì này rất là đẹp ha. Để cũng là khá đều. Cái này hoành chỗ này nó là 38 hoành, chiều cao có 50, tán ngang có 60 các anh chị. Cây lũa rất là nghệ thuật ha. Rồi cây nguyệt quế lũa là Zalo bán chị giá 2 triệu, em bao cái ship toàn quốc ha. Rất là già cây, cốt cành khá to hết các anh chị ơi.
cốt chủ nó bằng 20 hoành nè, mấy cốt này nó bằng cỡ ngón chân cái lấy lên chứ không anh chị, đầu ngón chân cái hết rồi ha, ép chậu chơi thôi. Rồi thôi, cuối clip cũng cho em lỡ gửi là cảm ơn toàn thể chú bác chị thời gian qua xem kênh ủng hộ kênh ha. Cô bác anh chị nhớ like share chia sẻ thêm để có gì được ủng hộ tiếp em cảm ơn ha. Rồi chúc ngày mới của bác anh chị làm việc thật là thoải mái, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Bye bye, chào tạm biệt.